Sao bạn đi Kha, mình là Chuna. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Chuna Rách của mình. Nếu như các bạn thường xuyên ghé đến Chinatown vào những buổi tối lên đèn, thì ở trong video hôm nay, mình sẽ dắt mọi người khám phá Chinatown vào ban ngày. Và mình hy vọng là trong video này sẽ cho mọi người những góc nhìn mới, cũng như là những trải nghiệm mới về Chinatown nhé. Mời mọi người lại tiếp tục series ăn sập Thái Lan cùng với Chuna Rách mình. Hôm nay là tập thứ 3. Và địa điểm mà tụi mình muốn đánh sập ngày hôm nay đó chính là Chinatown. Hôm nay thì tụi mình sẽ qua Chinatown bằng xe túc túc, cho nên là có một số khung cảnh đường phố Bangkok vào buổi sáng muốn cho mọi người cùng xem nè. À, hôm nay là ngày cuối tuần á. Và nếu như mà các bạn không biết thì bình thường đường phố Bangkok sẽ vắng vẻ vào ngày cuối tuần và rất là đông đúc vào các ngày trong tuần. Tại vì mình thấy ở bên đây á thì mọi người thường có thói quen là cuối tuần sẽ ở nhà, hoặc nếu có đi chơi á thì sẽ đi những cái khu mà xa xa trung tâm á. Tại ở trong trung tâm là kẹt xe dữ lắm. Và nếu như mà vô tình các bạn có đến Bangkok chơi ở trung tâm và thấy đường phố vắng vẻ thì chắc chắn hôm đó là cuối tuần hoặc là ngày lễ nào đó của Thái Lan. Phố người Hoa tại Bangkok hay còn gọi là Chinatown thì được tọa lạc tại địa điểm cổ xưa nhất của Bangkok, được hình thành từ những thương nhân người Hoa sang sim hay còn gọi là xây ảm để buôn bán lúc bấy giờ. Cho đến cuối năm 1891 thì vua Rama đời thứ 5 đã cho mở một số những con đường giao thông chính trong khu Chinatown, và ở trong đó thì có trục đường Giao Hòa Rạch là trục đường chính mà các bạn vẫn biết đến là khu Chinatown ăn uống nhộn nhịp bấy giờ. Và để di chuyển đến đây thì mọi người có thể đi bằng taxi hoặc là xe túc túc. Ngoài ra, nếu như bạn ở gần trạm tàu điện MRT thì có thể mua vé và đến trạm Wat Mang Khon nhé. Hôm nay thời tiết đúng là ủng hộ mình đi bộ tham quan Chinatown vào buổi sáng á mọi người. Tại vì trời thì không quá nắng mà còn có gió nữa. Có một số bạn chưa biết á thì cứ nghĩ là Chinatown là chỉ có một khúc đường ở trên đường Giao Hòa Rạch buổi tối mọi người dọn đồ ra bán thôi. Nhưng thực tế ở đây Chinatown là cả một khu, và ngoài cung đường chính này ra còn có rất nhiều đường nhỏ ngõ hẻm. Và nếu như chịu khó đi lòng vòng tìm kiếm cũng như là tham quan á thì các bạn sẽ phát hiện ra rất là nhiều quán ăn cũng như là những khu chợ vòng quanh khu Chinatown này. Ở trong khu Chinatown thì cũng có rất là nhiều những ngôi chùa nổi tiếng. Ngoài ra thì còn có những ngôi chùa Việt Nam nữa như là chùa Hội Khánh nè, chùa Khánh Vân. Và không thể không kể đến đó là Wat Chai Mit, hay còn được biết đến với tên là chùa Phật Vàng. Series về khu Chinatown chắc là phải chiếm hết mấy tập á mọi người, nên là mình sẽ quay trở lại cái chủ đề chính cho cái tập ngày hôm nay, đó chính là những quán ăn ở Chinatown. Mọi người đừng thấy đường phố hôm nay vắng vẻ như vậy mà bị đánh lừa nha. Thực ra núp trong các con hẻm có rất là nhiều hàng ăn á. Quán đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với mọi người là một quán bán món củi chập. Củi chập là tên một món ăn được làm từ gạo, tương tự với nui ở bên mình. Ngoài ra thì ở đây cũng còn có bán cơm nữa, cho nên là nếu mà các bạn nào muốn ăn cơm cũng có thể dùng thử món cơm này nha. Món củi chập này bình thường người ta sẽ nấu chung với lại thịt heo da giòn giống như là heo quay á mọi người, hoặc là nấu chung với lại nội tạng của heo, chẳng hạn như các loại lòng, mề, phổi nè, và được hầm trong một cái loại nước dùng có rất là nhiều tiêu nên sẽ tạo một cái vị cay nồng cho món ăn này. Quán này thì mình thấy là đã nhận được sao Michelin trong nhiều năm liền, mặc dù chỉ là một quán nhỏ trên đường Giao Hòa Rạch thôi. Sau khi được ánh sáng sương sương rồi thì mình sẽ dắt mọi người đi tham quan một vài con hẻm ở khu Chinatown nha. Đây là chùa Hội Khánh mà mình có nhắc đến với mọi người ở khúc đầu video nè. Ở ngay cổng chùa thì có một hàng bán đồ ăn sáng rất là đắt khách của hai ông cụ luôn. Ở đây thì có bán các món giống như là hát cảo và xíu mại ở Việt Nam của mình. Và các bạn cũng thấy là hàng người xếp hàng để đợi mua rất là dài luôn. Tại vì mọi người xếp hàng dài quá mà ai cũng mua nhiều hết trơn á. Mình thì ăn sáng rồi và còn cả một list các quán ăn lịch trình cần đi trong ngày hôm nay. Cho nên là hôm nay mình sẽ chưa thử ở đây được. Hẹn mọi người vào một ngày khác mình ghé lại mua và sẽ review cho mọi người chi tiết nha.
Bây giờ thì mọi người cùng với mình tiếp tục di chuyển đến quán thứ hai nha. Y nói cái này ra thì có hơi xấu hổ một xíu, nhưng mà mặc dù ở Thái mấy năm trời rồi mà bản thân của mình thì không bao giờ có cái nhu cầu là đi tìm kiếm những quán ăn mới đâu, toàn là ăn lại những cái quán đã quen thuộc thôi. Cái quán mà mình tính ăn thì đông quá mọi người, không có chỗ ngồi luôn, cho nên là mình đã bị trôi dạt qua tiệm chè đối diện. Tiện thể ngồi đây cho mát mẻ nên mình ăn chè xong để mình đợi bên kia có bàn là mình nhảy qua liền. Mặc dù là nhảy qua đây ngồi chờ để đợi bàn bên kia nhưng mà vô tình lượm được bí kíp nha mọi người. Trời ơi, cái quán chè này nó vừa ok nè, giá cả cũng tốt nữa mà chỗ ngồi thì cũng chill luôn. Menu ở đây thì mình thấy là chỉ có một vài món cơ bản liên quan đến hàu thôi, chẳng hạn như là hàu chiên trứng nè, xong rồi hàu xào không nè. Ngoài ra cũng có một số những cái món cơm nữa, nhưng mà tại vì đến đây nên mình chỉ muốn ăn món signature của quán. Trời ơi, mấy bé hàu siêu bự, nhìn núng na núng lính đã quá trời đất luôn. Lúc nãy khi mà đến quán á, là đúng cái giờ ăn trưa luôn, xong rồi khách đến đông quá trời quá đất. Thế là tụi mình phải ăn chè xong qua một tiếng hơn mới bắt đầu qua đây ăn thì mới có bàn để ngồi á mọi người. Dĩa như này thì sẽ có giá từ 100 đến 150 bạc và mình thấy chất lượng rất là xứng đáng luôn. Tại vì con hàu con nào con nấy nó to mập ú ụ mà ăn vô thì cảm giác là đồ ăn rất là tươi, không có bị ăn đồ cũ. Không biết tại sao mình lại nghĩ ra cái chủ đề là một ngày đi ăn ở Chinatown nữa, trong khi là bản thân của mình ăn thật sự không được nhiều á. Mới có tới món thứ 3 thôi mà đã no muốn xỉu rồi. Đi một hồi thì cũng tới trưa, nếu mà mọi người cảm thấy bữa trưa nắng quá thì có thể vào trong Mall Am Chinatown này nha. Ở ngay khu Chinatown luôn, ở trong đây thì cũng có rất là nhiều nhà hàng siêu thị nè. Mọi người có thể uống trà sữa hoặc là ăn trưa ở trong đây cho nó đỡ nóng. Ở trước cái Mall Am Chinatown mình thấy có một hàng bán thịt nướng satay này rất là ngon luôn nè. Nếu mà các bạn có thời gian thì có thể thử nha. Tại vì mình thấy dân địa phương xếp hàng mua rất là đông, nhưng mà vì mình đã plan đi chỗ khác rồi cho nên là mình không có ăn thử được. Nên là bây giờ mình sẽ không có đi ăn nữa mà mình chuyển sang đi uống nha. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái quán nước rất là tâm đắc của mình và bán một cái loại nước uống mà mình cực kỳ thích luôn. Và quan trọng là rất rẻ luôn á. Đây sẽ là cái khoản chi rẻ nhất trong ngày hôm nay mà mình chi ra để mua một cái món đồ ăn nước uống. Và đây là hàng nước mình muốn giới thiệu cho mọi người.
Trời ơi thương dữ lắm ấy, chia sẻ nha. Tại vì mình khoái nước ở đây lắm. Đây là một trong những loại nước xí muội. Ngoài nước ra thì ở đây còn có bán một số những cái loại xí muội nữa nè. Không chỉ bán ly, ở đây còn có bán chai. Cho nên là bạn nào muốn mua về khách sạn để uống cũng được luôn. Mình thấy người ta đặt ship đến nó mua mấy chục chai đem đi quá trời luôn á mọi người. Và đây là cái ly của mình nè mọi người. Một ly như thế này thì chỉ có 25 bạc thôi. Và nếu mà mọi người muốn tìm đến địa chỉ của quán này á, thì chỉ cần search cái tên mà mình có để ở khúc đầu á, là sẽ ra định vị của cái tiệm luôn. Mọi người đi bộ theo là sẽ tới. Hôm nay dạo bước trên những con đường ở Chinatown của Bangkok làm cho mình cảm giác như là một tourist thực thụ luôn. Ở ngay tại cái thành phố mà mình đã sống trong một khoảng thời gian cũng không phải gọi là ngắn này. Vì vậy, có thể bạn đi Thái Lan rất nhiều lần rồi, nhưng nếu bạn là một người thích khám phá hay đơn giản chỉ là thích trải nghiệm những cái hoạt động của địa phương đó, thì mọi người đừng có ngại ngần mà bước chân lên những con đường các bạn chưa từng đi, ăn những món ăn mà các bạn chưa từng thử, hay là tham gia những cái hoạt động mà các bạn không từng nghĩ đến. Vì du lịch tự túc là để trải nghiệm, nên là mình đảm bảo có những trải nghiệm tuy rất ít thôi, nhưng sẽ để động lại trong bạn những ký ức vô cùng đẹp đẽ. Và nếu như các bạn muốn thu thập được nhiều các thông tin du lịch tự túc Thái Lan, cũng như là cập nhật thêm nhiều điểm ăn chơi mới tại Thái, thì đừng quên tham gia nhóm nghiện Thái Lan, du lịch tự túc và cuộc sống ở Thái của mình nha. Ở trong group thì thường xuyên sẽ có rất nhiều giveaway và mini game để động viên tinh thần các bạn chia sẻ thông tin hữu ích đến với nhau. Hẹn gặp mọi người ở những video sau nha. Chào cả nhà. Bye.